Ngày 16 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thành Tài, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và 4 đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí gần 2.000 tỷ đồng. 4 bị cáo đồng phạm gồm Lê Thị Thanh Thúy, 41 tuổi, cựu Chủ tịch Công ty Hoa Tháng 5, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue; Đào Anh Kiệt, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Hoài Nam, cựu bí thư Quận ủy Quận 2 và Trương Văn Út, cựu phó trưởng phòng quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Tài và 4 đồng phạm bị xét xử liên quan đến việc giao đất cho thuê đất tại số 812 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, khung hình phạt theo truy tố của cáo trạng là 10 đến 20 năm tù. Theo cáo trạng, khu đất 8-12 Lê Duẩn có tổng diện tích hơn 4.800m2 là tài sản thuộc sở hữu nhà nước giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh quản lý và cho thuê. Ngày 20 tháng 11 2007, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có chủ trương phê duyệt cho đầu tư xây dựng khách sạn và một phần trung tâm thương mại theo quyết định số 09/2007/QĐ-TTg. Quá trình triển khai thực hiện chủ trương xử lý khu đất trên, Lê Thị Thanh Thúy đã dùng quan hệ tình cảm cá nhân tác động đến Nguyễn Thành Tài để ông này ký nhiều văn bản sai quy định, tạo điều kiện cho Thúy được tham gia thực hiện dự án, dẫn đến thay đổi quyền sở hữu khu đất số 8-12 Lê Duẩn từ sở hữu nhà nước sang sở hữu của doanh nghiệp tư nhân trái pháp luật. Hành vi của các đối tượng đã gây thất thoát lãng phí của nhà nước số tiền gần 2.000 tỷ đồng. Đối với vụ án này, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao từng hai lần trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ thiệt hại, cũng như yêu cầu trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Lê Thị Thanh Thúy. Cả hai lần kết luận điều tra bổ sung, cơ quan điều tra khẳng định thiệt hại đối với ngân sách nhà nước là hơn 4,7 tỷ đồng. Số tiền ngân sách nhà nước chưa thu được do hành vi giao đất cho thuê đất trái quy định của các bị can là gần 248 tỷ đồng. Số tiền thất thoát lãng phí là hơn 1.927 tỷ đồng. Từ đó, cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố đối với các bị can. Về yêu cầu trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Lê Thị Thanh Thúy, cơ quan điều tra cho biết, trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội, bị can Thúy không có bệnh tâm thần, không mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình. Liên quan vụ án, cơ quan điều tra đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm về mặt đảng và chính quyền đối với ông Lê Hoàng Quân, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng Ban chỉ đạo 09, Ban chỉ đạo sắp xếp lại xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thị Hồng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban chỉ đạo và một số cá nhân khác là thành viên Ban chỉ đạo 09 vì không kịp thời phát hiện xử lý theo quy định đối với những vi phạm của ông Nguyễn Thành Tài và các bị can liên quan.